tại phiên tòa buổi chiều ngày 25 tháng 4 năm 2018 tại tòa thượng thẩm ở Berlin, như các bạn đã thấy, đã diễn ra một tình tiết rất đặc biệt. Đây là việc hé lộ ra có một nhân vật của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã tham gia vào cái vụ bắt cóc này. Đó là ông Lê Đức Trung. Đây là lời khai của ông Phong, người mà được ông Lê Đức Trung vào buổi chiều ngày 23 tháng 7 năm 2017 gọi điện để nhờ đến lấy đồ của cô Phương tại khách sạn Sheraton. Theo lời như ông Phong miêu tả lại thì trong lúc ông ấy đang đến chỗ nhà người bạn tại đại lộ Phan Phúc Allee thì được ông Lê Đức Trung, là một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, gọi điện và nhờ đi lấy đồ của một cái người bị gãy tay. Vì lý do ông Phong là đã có quen biết với ông Trung từ trước đó rất lâu, cho nên ông ấy đã nhận lời. Và khi đến nơi thì ông ấy nhận được hai tờ phôi mắc, tức là cái tờ giấy mà ủy quyền. Và cái điều đặc biệt là trong cái phôi mắc này là một bản tiếng Việt viết rất chi tiết với ngày tháng năm sinh của cô Đỗ Thị Minh Phương và cùng với số hộ chiếu. Còn bản tiếng Đức thì được dịch ra rất ngắn và được đóng dấu của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ký.